tin về Nguyễn Viết Dũng, đó là Dũng Phi Hổ. Thì thông tin từ đài kênh phản động RFA cho hay, thì phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Viết Dũng sẽ được chuyển sang ngày 12 tháng 4 với lý do của RFA đưa ra là do vắng mặt hai luật sư bào chữa, cho nên chính Nguyễn Viết Dũng đã đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa và đã được chấp thuận. Được biết thì hai luật sư bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng trong các phiên sơ thẩm lần này chính là luật sư Ngô Anh Tuấn và luật sư Nguyễn Khả Thành. Cả hai vị này trong phiên vừa rồi đã vắng mặt không có lý do. Và trước đó theo dự kiến thì ngày 28 tháng 3 năm 2018 thì Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Viết Dũng, tức là Dũng Phi Hổ, sinh năm 1986, thường trú ở Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đồng ý hoãn phiên tòa xét xử là một chính sách bảo đảm quyền lợi cho bị cáo của nhà nước ta, cho dù trước đó bị cáo đã phạm tội nguy hiểm như thế nào. Nguyễn Viết Dũng hay còn được biết đến với cái tên là Dũng Phi Hổ, sinh năm 86, quê Hậu Thành, Nghệ An. Dũng xuất thân trong một gia đình nghèo, được bố mẹ cho ăn học và giáo dục đàng hoàng. Tuy nhiên là do bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng xấu kèm theo sự tha hóa về đạo đức và lối sống, Dũng đã đi theo con đường chống đối và vi phạm pháp luật. Đặc biệt là Dũng Phi Hổ là một trong những đối tượng có tư tưởng vực dậy chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ngày 2 tháng 4 năm 2015 thì Nguyễn Viết Dũng thành lập cái gọi là Đảng Cộng hòa và Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Dũng nhận được không ít tiền tài trợ cho hoạt động chống phá của mình từ các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở Mỹ. Ngày 14 tháng 12 năm 2015 thì Nguyễn Viết Dũng bị khởi tố theo điều 245 về tội gây rối trật tự công cộng và bị phạt 15 tháng tù. Sau khi ra tù thì Dũng tiếp tục các cái hoạt động chống phá của mình một cách công khai và điên cuồng hơn. Và Dũng đã lập ra rất nhiều quan hệ với các cái đối tượng xấu và tham gia các cái hoạt động lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để mà tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ và xúc phạm danh dự lãnh đạo đảng, nhà nước. Và đặc biệt hơn là Dũng đã công khai treo cờ ba sọc ở nóc nhà của mình, mặc áo quân lực và quân đội của quân đội Sài Gòn, thậm chí là Dũng còn ấu trĩ đến mức là công bố thành lập ra Đảng Cộng hòa và Quân lực Việt Nam Cộng hòa, và Dũng còn tự nhận mình là chủ tịch lâm thời của cái đảng này. Ngoài ra Dũng còn tham gia nhiều hoạt động kích động biểu tình, ra sức tuyên truyền đả kích và nói xấu chế độ. Với những cái hoạt động và cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì ngày 27 tháng 9 năm 2017, cơ quan nên điều tra công an Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ngay cả khi bị bắt thì Dũng Phi Hổ vẫn ảo tưởng về sự giúp đỡ từ bên ngoài, và anh ta luôn mong mình thoát tội bởi sức ép từ đồng bọn bên ngoài, và dĩ nhiên là anh ta luôn tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Trước những cái ngày xét xử của Nguyễn Viết Dũng thì bè lũ của những kẻ tự xưng là những nhà hoạt động dân chủ ở trong nước đã tích cực kêu gọi và đăng tải các cái bài viết đòi trả tự do cho cái tên Nguyễn Viết Dũng này, cũng như là xuyên tạc vu cáo chính quyền, vi phạm dân chủ nhân quyền. Nhưng mà với những cái hành vi vi phạm rất rõ ràng của Nguyễn Viết Dũng thì cho dù có bao nhiêu tổ chức nhân quyền, dù là có những kẻ tự xưng là hoạt động dân chủ thì cũng không làm gì được, ngoại trừ việc là ngồi chờ xem kết quả và bản án thích đáng đến với tên Nguyễn Viết Dũng này. Đó là các thông tin thứ nhất mà tôi muốn trao đổi với các bạn trong ngày hôm nay. Lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian gần đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng đã thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước tại địa phương và tại một số tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng đã có nhiều hành động đả kích, bôi xấu chế độ, bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng, xuyên tạc lịch sử, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.